Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám. Bây giờ là 8 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2018. Thì hiện tại chúng tôi là vừa hoàn thiện và chuẩn bị là vận chuyển cho một khách hàng ở Hải Dương một chiếc bàn phấn bằng gỗ, chất liệu là gỗ dê gừng. Lát nữa chúng tôi sẽ cho lên xe để chở đi Hải Dương cho khách hàng Hải Dương, cùng là một chiếc tủ áo và một chiếc giường chữ X. Thì tôi sẽ quay qua mẫu bàn phấn này cho mọi người cùng tham khảo. Mở đêm khung gương được hoa lá tây và hoa hồng hai bên, có ba ngăn kéo hai bên. Vân gỗ dê gừng này rất đẹp nhé mọi người nhé. Vân gỗ đây là vân gỗ dê gừng này. Cái loại gỗ này thì trên thị trường là rất là hiếm, mà dường như là chỉ có cơ sở chúng tôi là có loại gỗ này thôi. Thì bao gồm một chiếc đôn, hai bên là có hai cánh và ba ngăn kéo phía trên, rất đẹp. Mẫu bản phấn này rất đẹp. Đó, mà anh chị nào có cầu mà sắm giường cưới và tủ áo bản phấn, một vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0987 510 806, truy cập website đồ gỗ thùng 8.com để xem thêm những sản phẩm của chúng tôi nhé. Mọi người xem video xong nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau.